Yến chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Thế giới người nổi tiếng. Kính thưa quý vị, kể từ khi ra đời cách đây hơn 30 năm, mạng Internet đã thay đổi hoàn toàn cách thức trao đổi thông tin và tri thức của con người. Dù đã quá quen thuộc với mọi người dân trên thế giới, nhưng lại ít người biết đến lịch sử Internet. Mạng Internet có từ bao giờ? Ai là người phát minh ra nó? Câu trả lời chính là nhà khoa học người Anh Tim Berners-Lee. Từ ý tưởng có vẻ điên rồ của một kỹ sư tin học trẻ tuổi, World Wide Web www đã mở đường cho một hiện tượng toàn cầu làm thay đổi cuộc sống nhân loại. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về nhà khoa học tài ba này nhé. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, một kỹ sư trẻ tuổi người Anh Tim Berners-Lee đã lần đầu đề xuất ý tưởng về một mạng lưới kết nối toàn cầu có tên gọi là World Wide Web, viết tắt là www. Khi đó thì mấy ai ngờ rằng chàng trai này sẽ làm nảy sinh cả một nền văn minh mới, một kỷ nguyên tin học mới. Tim Berners-Lee sinh ngày 9 tháng 6 năm 1955 tại London, Vương quốc Anh. Cậu bé được sinh ra trong một gia đình tri thức. Cha mẹ của anh gặp gỡ nhau khi cùng tham gia chế tạo chiếc máy tính thương mại đầu tiên, chiếc Ferranti Mark I. Do đó, từ nhỏ ông Tim đã được dạy lối tư duy như một nhà toán học. Ngay cả trong những bữa ăn tối thì cha mẹ ông cũng đưa ra câu đố để cậu bé Tim giải đáp. Nhờ sự dạy dỗ bài bản cũng như trí thông minh bẩm sinh, mới tí tẹo mà Tim đã có một sự đam mê đặc biệt cho công nghệ. Cậu đã tạo ra chiếc máy tính giả bằng những hộp thẻ và băng giấy đục lỗ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở trường Emmanuel ở Wandsworth phía Tây London, cậu theo học chuyên ngành vật lý tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976. Tại trường Oxford thì ông đã chế tạo ra chiếc máy tính điện tử của mình từ những bộ phận vứt bỏ của máy truyền hình. Ông cũng nghiên cứu vật lý một cách say mê và cho rằng môn này sẽ rất hay nếu như dung hòa được toán học và điện tử học. Sau này hồi tưởng lại, ông Tim Berners-Lee nói rằng vật lý rất thú vị, thật ra nó là chuẩn bị tốt cho việc hình thành một hệ thống toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông Berners-Lee làm việc cho một số công ty ở Dorset cho đến năm 1980. Sau đó vào năm 1984, ông gia nhập vào phòng thí nghiệm của tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu Âu gọi tắt là CERN tại Geneva, Thụy Sĩ. Khi còn làm việc tại CERN, ông đã nảy ra ý tưởng về một hệ thống toàn cầu dựa trên khái niệm siêu văn bản Hypertext, mà nhờ đó các nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi có thể chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Đến năm 1989, thì ông Tim Berners-Lee công bố bài viết có tựa đề đề xuất về quản lý thông tin. Trong bản công bố này, ông có đề cập đến việc kết nối siêu văn bản với Internet để tạo ra một hệ thống chia sẻ và đóng góp thông tin không chỉ trong một phạm vi công ty mà còn có thể lan rộng ra toàn cầu. Sáng kiến này được đặt tên là mạng toàn cầu hay World Wide Web, gọi tắt là www. Bạn có thấy dòng chữ này có quen thuộc không? Thuật ngữ này thường được hiểu nhầm là từ đồng nghĩa với Internet, nhưng web thực ra chỉ là một trong các dịch vụ chạy trên Internet. Đây là công cụ tìm kiếm và biên tập thông tin qua các thiết bị kết nối với mạng Internet. Dự án phải mất vài năm mới được đưa vào lên mạng. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1991, thì website đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động. Nó giải thích khái niệm World Wide Web và hướng dẫn người dùng lập trình những website cá nhân. Phần mềm World Wide Web được cấp giấy phép mở vào năm 1993, khiến nó trở nên miễn phí cho mọi người. Năm 1994 đánh dấu mốc lịch sử khi Tim Berners-Lee thành lập tập đoàn World Wide Web Consortium. Ông cũng giữ chức vụ giám đốc tập đoàn và cũng đồng thời làm nghiên cứu khoa học cấp cao tại LCS, nay trở thành phòng thí nghiệm khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Kể từ khi tạo ra bước ngoặt quan trọng trong của mình thì ông Berners-Lee đã làm việc với chính phủ để làm dữ liệu trở nên dễ tiếp cận và cởi mở hơn, đồng thời thành lập quỹ World Wide Web vào năm 2009. Khác với vô số phát minh từng làm chấn động thế giới như ống đèn thắp sáng của nhà bác học nổi tiếng Thomas Edison, nhưng kể cả Edison thì cũng có hàng chục nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm của mình. Với World Wide Web là công trình Tim Berners-Lee tự thân một mình tạo nên. Ông đã thiết kế hệ thống này và tung nó ra thế giới. Hơn nữa, nhà khoa học đã đấu tranh để nó trở thành một tài sản chung, hoàn toàn tự do sử dụng và không thuộc sở hữu của riêng ai. Theo nhiều nguồn thông tin thì tài sản của ông khá khiêm tốn so với các tỷ phú công nghệ đương đại hiện nay. Điều này là do ông chọn con đường ít sinh lợi nhất từ các phát minh của mình. Tim Berners-Lee là người lớn tiếng ủng hộ khái niệm trung lập mạng và Internet miễn phí.
Phát biểu với tờ Standard, nhà khoa học người Anh cho biết bản thân cảm thấy không thoải mái khi việc Internet miễn phí đang ngày càng bị các công ty lớn đe dọa. Ông Berners-Lee từng phát biểu, tôi từng thấy tình trạng chính phủ kiểm soát Internet ở các nước như Trung Quốc hoặc các công ty lớn kiểm soát Internet ở các nước như Mỹ. Mối đe dọa lớn nhất là bất kỳ lực lượng lớn mạnh nào có thể chiếm lấy quyền kiểm soát hoàn toàn của mạng Internet. Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, thì ông Berners-Lee đã có nhiều mốc son chói lọi. Nhà bác học tài ba này được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người quan trọng nhất thế kỷ 20. Năm 2004, thì Tim Berners-Lee được phong tước hiệu hiệp sĩ khi là người tiên phong trong lĩnh vực Internet. Tháng 4 năm 2009, thì nhà khoa học được chọn làm giáo sư của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ. Không chỉ có thế, thì năm 2012, ông còn được vinh danh là nhà phát minh ra World Wide Web trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè tại sân vận động Olympic London. Về cuộc sống cá nhân, tuy là một nhà phát minh lừng danh, nhưng ông Tim Berners-Lee lại khá kín tiếng và giản dị. Nhà khoa học đã kết hôn với Nancy Carlson năm 1990. Họ có với nhau hai con trước khi ly hôn vào năm 2011. Năm 2014, Berners-Lee kết hôn với Rosemary Blythe, giám đốc của quỹ World Wide Web và là thành viên của trung tâm Berkman ở Đại học Harvard. Sự ra đời của mạng lưới toàn cầu năm 1991 như một dấu mốc lịch sử thay đổi hoàn toàn thế giới máy tính và khoa học công nghệ. Nó mở đầu cho kỷ nguyên tiến bộ khoa học ngày nay và hiện tại vẫn đang phát triển nhanh chóng từng giờ. Tuy nhiên, vào năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra đời của World Wide Web, cha đẻ của chính phát minh này đã cảnh báo về mặt tối của chúng. Phát biểu trước các phóng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân châu Âu CERN ở Geneva, ông Tim Berners-Lee cho rằng mạng Internet đang chứng kiến sự thụt lùi khi nó bị lợi dụng cho những mục đích kinh doanh và xa rời mục đích tốt đẹp khi mới ra đời là phục vụ cho nhân loại. Trong một bức thư ngỏ để đánh dấu kỷ niệm 30 năm World Wide Web, ông Tim Berners-Lee nói rằng nhiều người bây giờ cảm thấy không chắc chắn liệu web có phải là một điều tốt hay không. Người dùng đang lo lắng về sự quấy rối trực tuyến, tấn công mạng và các hành vi tội phạm khác trên Internet. Các mô hình kinh doanh trực tuyến mọc lên như nấm sau mưa và sự lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật ngày càng vượt tầm kiểm soát. Hơn nữa, sự ra đời của các nền tảng mạng xã hội lại tạo ra không gian gây ra sự phẫn nộ chính trị và các cuộc tranh cãi phân cực. Tuy nhiên, ông Tim Berners-Lee vẫn lạc quan về tương lai của Internet và World Wide Web. Ông cho rằng nó sẽ tiếp tục mở rộng và đóng góp vào sự phát triển của nhân loại. Ngày nay, khi muốn tìm kiếm thông tin về một chủ đề nào đó, ta chỉ cần kết nối vào mạng Internet và gõ về từ khóa về chủ đề bạn muốn tìm. Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được hơn 10.000 câu trả lời. Nếu trước đây ta phải lục lọi từng cuốn sách báo để chắt lọc những thông tin cần thiết, thì giờ đây chỉ cần vài cú nhấp chuột là ta nắm trong tay hàng ngàn kiến thức mới. Tất cả những điều này đạt được nhờ một chương trình máy tính viết cách đây 30 năm bởi nhà tư vấn phần mềm khiêm tốn. Phát minh của ông xứng đáng được vinh danh là một trong những thành tựu công nghệ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Và cha đẻ của World Wide Web, ông Tim Berners-Lee, xứng đáng với danh hiệu là một trong những thiên tài lỗi lạc nhất trong lịch sử hiện đại. Và chương trình Thế giới người nổi tiếng của chúng tôi hôm nay đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân mến, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.